cơ sở gỗ Tùng Cán xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày cuối năm 2020. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì bên xưởng anh em có hoàn thiện xong một cái sản phẩm của khách hàng ở tại thành phố Bắc Ninh. Thì đây là một chiếc bàn thờ sử dụng ở chất liệu gỗ Mita. Bàn thờ gọi là mẫu bàn thờ Mai Điểu. Đây chính giữa là hình ảnh tổng thể sản phẩm đây. Trước khi bàn giao khách hàng thì em cũng như thường lệ là quay lại một cái video để gửi trước cho khách hàng xem, cũng như là để giới thiệu cho mọi người. Ai đang quan tâm những cái sản phẩm phòng thờ thì có thể tham khảo của clip này. Phía trên bộ bàn thờ này thì là có một bộ đài nến thì bao gồm có 10 món, nó cũng sử dụng chất liệu gỗ mít và được họa tiết hoa văn. Đây, họa tiết hoa văn thì cách điệu rất là đơn giản, nhìn là cực kỳ là tinh tế và hài hòa, và được sơn son. Đây là hình ảnh tổng thể của chiếc sập thờ đây. Về quy cách thì chiếc sập thờ này có kích thước là phần chân là chân 24 này, bề ngang là 1m97, cao 1m17 và sâu là 97. Đây, vị thấy được hình ảnh tổng thể đây. Và cái mẫu sập này gọi là mẫu sập thờ Mai Điểu, thì chính giữa dạ sập thì có đục chim và hoa thì gọi là sập thờ Mai Điểu. Đây là hình ảnh rơi gọi là phúc. Đây, quý vị thấy là cái đường nét họa tiết của cái dạ sập thờ này thì ở dạ chính này chúng tôi là đục chạm thủ công bằng tay. Chú rơi này thì rất là kênh bong. Và những cái đầu hay những cái chi tiết nhỏ thì cũng được hoàn thiện rất là kỹ. Bên này hình ảnh một đôi chim điệu, như là bên này thì là có hoa mai. Đấy, hoa mai và làm kỹ rồi, rất là bóng mịn quý vị nhé. Đây, hàng hoàn thiện rất là kỹ, bóng và mịn. Phía bên trên thì là có hình ảnh rồng hoa mai như là trầu và cái cuốn thư này. Về cái bộ sập thờ này thì tôi cũng quay và giới thiệu khá nhiều cho quý vị rồi, thì chúng tôi quay lại một vài clip ngắn thôi. Chân sập là chân 20, khá là vừa vặn. Phía bên này là phía bên dạ hồi sản phẩm gỗ mít và gỗ mít quê ở Phú Thọ. Cái sản phẩm gỗ mít này thì là cực kỳ là bền và sử dụng làm đồ thờ thì rất là hợp lý quý vị nhé. Làm đồ thờ thì rất là hợp lý bởi vì cái tính chất gỗ này là không cong vênh hay là mối mọt, cực kỳ là bền theo thời gian. Rồi, đi lại một lượt cái tổng thể của chiếc sập thờ này. Còn quý vị là có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với bên xưởng đồ gỗ Tùng Cám nhé. Cơ sở địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, số điện thoại là 0957 51086 và website là đogotung8.com. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều mẫu sập thờ khác, quý vị có thể liên hệ trực tiếp bên xưởng, chúng em sẽ gửi ảnh chi tiết cho các bác nhé. Ok mọi người.